Vi là Vi. Cái gì vậy? Vi ơi, dạ con chào chú Đức. Vi ơi Vi, cho chú hỏi coi chú có thấy hai đứa nhỏ con chú đâu không? Ủa sao vậy? Tôi đi đâu mất tiêu rồi. Trời đất ơi, là sao? Nghe điện thoại quay lưng, nghe điện thoại quay lại, đi đâu mất tiêu rồi. Mày nói cái gì? Hai đứa nhỏ mất tích hả? Dạ. Là sao? Bây giờ sao vậy chú? Chết rồi, bình tĩnh ba ơi. Ơi. Bây giờ phải bây suy giờ nghĩ phải coi. Bình tĩnh. Trời ơi, bây giờ tụi nó mất tích thì mình phải bình tĩnh. Nếu mình không bình tĩnh thì không thể nào mình tìm được mấy đứa tụi nó, hết hiểu chưa? Trời đất, hai đứa nhỏ mà tưởng tượng coi bây giờ nó bị mất tích, nó sẽ gặp cái bọn đạo tặc, nó gặp những con người xấu, rồi tiền bạc đâu chúng nó sống, nó sống lang bạc kỳ hồ ngoài đường. Tụi bây phải thật sự bình tĩnh. Tụi bây phải thật sự bình tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh hết. Trời, hai đứa nhỏ mà mất tích thì không thể tưởng tượng được cái trời cõi đời. Trời ơi ba. Hả? Cái gì? Nãy giờ là ba bất bình tĩnh nhất đó. Dạ đúng rồi chú Đức ơi, bây giờ có cách nào chỉ giúp con chú Đức ơi. Bình tĩnh lại. Bao giờ sao ba? Bây giờ phải bình tĩnh lại. Chỉ còn có một cách này thôi. Cách gì vậy chú? Chỉ cần đi gặp cái người này thì gặp ai sẽ chú? Biết. Gặp ai chú? Tao cũng không biết gặp ai. Chú ơi là chú. Alo. Cái gì? Lên nữa hả? Trời ơi, sao mà muốn lên lên muốn xuống xuống vậy? Rồi vậy đi. Chị Nụ, ra đây giải quyết công chuyện đi chị Nụ. Cái gì vậy? Trời ơi, ta đang có chuyện gấp mà trong đó nghe điện thoại hoài vậy. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Trời ơi, cô có phải là tôi đâu. Cô có phải trong tình trạng của tôi đâu mà cô biết. Im lặng. Rồi bây giờ làm ơn giải quyết liền giùm tôi đi. Tao có chắc cô Nụ giúp được không vậy? Thì cứ nói đi. Rồi bây giờ anh tường trình lại đi, lần cuối cùng anh gặp tụi nhỏ là bao giờ? Giờ trưa. Ai không biết giờ trưa, chính xác là mấy giờ? Trời ơi, làm sao mà tôi biết được trời. Anh phải nhớ chính xác giờ thì tôi mới giúp anh được, còn không thì thôi à. Giờ ăn cơm trưa đó. Cơm trưa là mấy giờ? Khoảng 12 giờ. 12 giờ đúng không? Bây giờ là 12 giờ 30 phút. Rồi xong. Anh về đi. Cái gì? Tại sao vậy? Dạ. Thì bây giờ anh cứ đi về đi. Tôi làm đúng theo luật thôi. 24 tiếng sau không có gì thay đổi thì cậu xuống đây làm việc với tôi lại nữa. Tào lao thì chứ. Trời đất ơi, cái gì mà trớn bóp vậy? Đó đúng rồi chú, cái này là con làm đúng quy trình mà chú. Trời ơi, qua 24 tiếng thì mới lên đây giải trình lại rồi mới giải quyết vấn đề được. Nhưng mà người ta mất con nít, người ta sợ chứ. Sao cứ chờ đợi được chị? Phải giải quyết liền chứ. Giờ phải nhờ bên bảo vệ chung cư kiểm tra camera liền giùm tôi đi. Ý, xin chào mọi người, gì đông vui quá vậy? Có chuyện gì căng thẳng như vậy? Tóm lại là mọi người cứ đi về đi rồi 24 tiếng sau xuống đây. Thôi chú, nghe lời chú đó, xuống đây con trình bày đó bây giờ cũng như không à. Trời ơi, con cái mặt anh kìa, trời ơi, thấy thương quá. Ôi trời ơi, sao mà bình tĩnh, chuyện gì cũng giải quyết được. Không phải bây giờ lên nhà em đi nha. Rồi em pha cái gì cho anh uống để anh hạt. Trật tự. Linh ơi là Linh, giờ này chứ đâu có tâm trí nữa đâu Linh. Đây là chỗ làm việc mà. Xà nèo. Con là con của người ta chứ không phải con của cô đâu. Thì trước sau thì cũng về chung một nhà mà. Ôi mà, đừng quan nói chuyện chỗ đó mà. Trời ơi, tôi đang rối trong lòng mà. Được rồi. Linh thương tôi á, Linh làm ơn á. Linh thấy mấy đứa nhỏ đâu liên lạc với tôi liền được không? Dạ chưa. Trời ơi chú kỳ ghê luôn á. Có hai đứa nhỏ mà cứ để lạc tới lạc lưa hoài à. Chú có biết bây giờ người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều. Lỡ nó bị bắt cóc rồi sao? Thôi đừng có làm bèm nữa, bây giờ làm ơn đi kiếm mấy đứa nhỏ phụ chú đi. Chú á, chú lúc nào nói tụi nhỏ là làm đảo lộn cuộc sống của chú. Bây giờ tụi nó biến mất rồi đó. Chú trở về cuộc sống tự do của chú đi. Đừng có lên lớp dạy đời tôi nữa. Bây giờ làm ơn giúp tôi đi kiếm mấy đứa nhỏ, được chưa? Công an. Được. Có biết lý lịch gì vậy tụi nhỏ đâu. Bỏ công an hỏi mấy đường đâu mà trả lời. Trời ơi, lúc nào cũng la đứa nhỏ là những đứa con từ trên trời rơi xuống.
đi đâu vậy trời? Mà có chuyện gì chị? Đứng lại hết không? Đi vô. Chưa dứt lời, con quạ ngã từ trên cây khế ngã xuống đất một cái bịch. Con quạ chết luôn. Câu chuyện tào lao vậy mà tụi nó cũng ngủ được. Con mà có chuyện gì làm sao mà ba ăn nói với cha mẹ tụi con được đây hả? Cái gì hết hồn vậy? Cái gì vậy? Mới làm tôi hết hồn nè. Hết hồn mất vía hả? Ủa, hôm nay ngày nghỉ đâu đây? Ngày nghỉ chứ. Ngày nghỉ mà hả, ngày mai còn hồ sơ quan trọng, phải tranh thủ lên đây làm nè, thấy không? Chồng. Cái gì? Giúp tôi nha. Trời, cái gì vậy ông nội? Trời đất ơi, tự nhiên công ty vắng que, hai người nắm tay tôi. Muốn làm gì hả? Trời ơi, tôi nhờ giúp bà giúp tôi đi mà. Giúp cái gì? Chết nữa hả? Giúp tôi. Trời, cái gì vậy? Chỗ người ta thấy. Không phải giúp tôi đi, bây giờ tôi không, thực sự tôi không biết nhờ ai nữa luôn á. Cũng ai giao mới nghe. Là tôi dễ sa ngã. Với lại cái mẫu đàn ông của tôi là người ít tóc. Không phải giúp cái chuyện đó, suy nghĩ cái gì vậy? Giúp cái gì? Hồi nãy giờ ở đây nè, cô thấy hai đứa nhỏ chạy qua chạy lại không? Trời ơi, vô duyên, biết tôi sợ ma rồi. Công ty vắng que, lên làm của mình thôi, là còn hai đứa nhỏ đâu vội chạy lại, thấy ghê quá. Hai đứa nhỏ con tôi á. Ủa, hai đứa nhỏ con ông tới đây làm gì? Thì trời ơi, tôi kiếm nó không ra, tôi nghĩ là nó chạy lên đây rồi. Giờ trên này có thấy tụi nó không? Ông mất cười quá, ông vô duyên quá. Trời đất ơi, con của ông tự nhiên hỏi tôi có thấy không, sao biết được. Với lại nè, tôi không nghe nè, chắc là không có thấy gì đâu, không có ai đâu. Bởi vì á, nếu mà tôi có tụi nó, tôi nghe cái tiếng tụi nó cười giỡn rồi, hiểu không? Thiệt chứ, bây giờ về đi. Nữa hả? Không, bây giờ giúp tôi. Cho tôi cái mã. Trời ơi, biết tôi sợ ma mà nhắc mấy cái này hoài ha. Cái mã gì ông nội công ty người ta, mà cái mã gì? Trời ơi, cái mã của camera của công ty mình nè. Cái password của nó để mình vô mình coi cái camera trong công ty á, camera an ninh á. À, là coi lại chiếu lại coi có hai đứa nhỏ không á hả? Ừ. Không có rõ ràng, nó cái mã tụi cái mồ mã gì đây, thấy ghê muốn chết à. Mệt quá. Cái mã đúng không? Ờ. Không có được. Cái mã là dưới phòng bảo vệ á, làm gì tôi có. Nhưng mà bây giờ nè, ông chạy xuống phòng bảo vệ á, ông xin người ta cũng không có cho đâu. Sao vậy? Bởi vì đây là mã an ninh công ty quan trọng lắm. Nhiều khi là phải cấp cao kìa, người ta mới cho coi lại, hiểu không? Rồi hai đứa nhỏ con tôi đi đâu làm sao tôi biết được? Nhưng sao tôi biết được, ông mất cười quá. Ê, nghe nè, hai đứa nhỏ đi lâu chưa? Lâu rồi. Ủa, không có được đâu, nói ông nghe nha. Bây giờ mấy đứa nhỏ mà hở tay ra là dễ gặp bọn xấu lắm á. Người ta bắt cóc, mà lỡ mà không gặp bọn xấu nữa, nhiều khi nó chạy ngoài đường, nó xe tông, nó cũng vậy đó. Lên đi, đi. Nó chuyện vô duyên. Vô duyên gì, mất cười quá thì người ta đặt ra tình huống giả định thôi chứ buồn. Thôi đi vô đi. Vô duyên, nhờ giả nó chơi đã rồi không được cái chửi xỉa xói. Sao? Tự đi kiếm đi. Đi. Sao? Nhìn cái tướng như hồn hết, nó lấy tờ lộn quang luôn bây giờ. Chú nghe nè Vi. Alo chú hả? Con nghĩ ra rồi. Có khi nào mấy đứa nhỏ trở về nhà cũ tụi nó không? Chị hai ơi, nghe nói á là đi một mình cho công viên á bị bắt á. Trời, không sao đâu, ở đây có chị nè, không ai dám làm gì em đâu. Chắc hôm đó có chị người ta cũng bắt à.
mà từ từ. Mấy đứa nhỏ nó lạc hết trơn rồi kìa. Ờ, lỡ nó có chuyện gì rồi sao? Cha nậu đi, ý giờ vậy, đi lẹ ai theo kịp ông. Giờ này còn giỡn được hả? Giỡn gì, bị bắt hết rồi sao theo kịp. Ê nè 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 khoan, ủa sao hai nhỏ biết vậy? Chắc nó nghe được cuộc điện thoại của tôi nói chuyện với bà đó. Ê, thiệt hả? Thì đó, nó buồn, nó bỏ nó đi. Chết rồi. Bà cũng nhiều chuyện lắm. Nói gì vậy bà, cho mấy đứa nhỏ nó nghe nó bỏ đi. Ông không có biết cái gì hết, ông hỏi cái gì thì tôi nói cái đó thôi. Hỏi phải lựa lời mà nói, lựa lời cái gì mà lựa, lúc đó người ta hỏi thì nói thôi chứ. Ông tào lao, ông không biết cái gì hết trơn, ông im lặng đi. Im đi, cái miệng bà. Trời ơi, thôi đừng có cãi nhau nữa. Chú Tùng đi đâu mất tích rồi kìa. Chia nhau đi tìm đi. Chú Tùng ơi. Chú Tùng ơi, chú Tùng. Sao mà có khi nào nó bị ma? Ma gì? Giỡn không? Anh tào lao á, tác không vợ á. Ông nói chuyện bậy bạ không à. Mở miệng ra là nói tùm lum. Thôi đi tìm đi. Chia hướng nào đây? À, ai mà biết, đi lại đi. Ông ơi,